Xin chào các bạn ăn cơm tối với vợ chồng mình ha. À, hôm nay mình ăn xá xíu với cơm. Đây, xin mời các bạn ha. Ngon không? Hơi lạc ha. Ừ, có nước cơm Ngon, hả? Hả? ngon, thịt nó mềm Ngon ngon. quá Ừ. ha. Em bỏ lên đây luôn nha. Ngon. Để ở đâu? Phải chấm hơi sức. Để chấm sao? Cả nó gì đấy, không coi đâu. Ngon không? Mình chim mà nó kêu dễ sợ hả? Ừ. Ngon quá ha. Ừ. Có cái chén nước mắm nhỏ để đây nè. Cái nước chấm này nè, nó Ừ. khỏi giới. Em đi lấy nha. Không phải này tại nó. Phải lại ta. Nè. Nó Không phải đâu. hơi giới tay. Không có hả? Ừ? Nhìn lại chấm ở đây đi. Ngon không? Ừ. Ăn cho xà lách mới ngon nè. Xà lách này công nhận nó ngọt thiệt á, ngon thiệt á. Lần trước mình mua thịt này nó hơi mặn, bây giờ nó ăn được. Thôi mình lấy dừa ha. Ừ. Mà ăn cơm thì trắng xíu mới ngon. Hôm nay cho nó tương xuống đi đâu có gì đâu. Ừ. Biết không? Không. Nào. Nó lạc hả? Ừ. Nó lạc. Lần trước thì mặn mà lần này thì hơi lạc. Phải không? Nó lạc cái nó đỡ hơn nó mặn. Ừ. Mặn nó khó ăn. Cái mặn nó chứ mình mua chỗ khác. Hôm nay mua chỗ khác hả? Ừ. Tìm khác. Ủa sao con chim nó kêu dữ vậy ta? Nó hốt. Ừ. Giờ này các bạn Việt Nam đang uống cà phê. Ăn sáng nữa. Bên mình đã 8:30 rồi. Bên kia mấy giờ? 7 giờ. 7:30. Bên kia là mới thức thôi bên kia. Ừ. Nhưng mà cái thịt này nó không có bị khô ha, ngon. Không khô. Ừ. Có nhiều chỗ nó mua nó khô à, cứng á. Ừ. Này nó không khô. Ừ. Lâu lâu ăn bữa cơm ngon quá hả? Ừ.
Này người ta bán làm sao anh? Bán theo kiểu gì? Theo ký thôi. Pound. Pound tiếng Việt kêu sao? Pound à? Mà tiếng Việt xài ký đúng không? Pound là giống như gram vậy đó. Không biết hả? Vậy thôi, vợ chồng mình dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một buổi sáng nhiều niềm vui. Chào tạm biệt các bạn ha. Bye bye.